xin chào tất cả các bác, chào tất cả anh em. Vâng, hôm nay là mùng 1 tháng 1 rồi. Năm 2022. Cho nên combo bộ nghe nhạc kết hợp karaoke cho anh em tham khảo nhá. Giá thì cũng trên 20 một chút thôi. Nghe nhạc karaoke gia đình nói chung là quá ok rồi. Xin giới thiệu các bác và anh em là một đôi loa thương hiệu của hãng là Delong, nó là CS907 nhá, nó là đời cao hết số của dòng Delong này. Chất âm của em này nói chung là miễn bàn rồi, bác đánh rung hết cả nhà nhá. Nghe nhạc kết hợp karaoke nói chung là rất ok. Chắc đôm 12 này, em giới thiệu anh em cái này. Trung đôm rất lớn, trung đôm nó ở đôm 14. Bát 32. Mảng giấy gần mút. Nó là xương đúc nha. Xương đúc nguyên khối luôn. Một lỗ thông hơi đằng trước. Hai viên tinh chỉnh cho giải chắc và giải mít. Và đẹp góc cạnh luôn. Bao viên bao đẹp cho anh em luôn. Bên này con này phân tần nó rất là khổ nhá. Để căng những viên nguyên bản của nó. Bát 30, bát 32. Trung đôm 14, chất đôm 12. Hỗ trợ hai viên tinh chỉnh qua đại trung và đại chất. Màu nâu rất đẹp. Em combo cho anh em tham khảo nha. Em đang gấp này con Santui 6.7 nói cha mặt gương này. Đẹp không tì vết luôn. Và lên má gỗ cho anh em trưng bày cho nó đẹp. Kết hợp với lại em vang Lex FX 30 con út nha. Đời cao nhất của dòng vang Lex. Em nó là nhiều, rất nhiều cổng ăn chơi này. Em có là Bluetooth này, USB này, Optico này, giải mã của đường quang ấy, AUX1, AUX2 này. Em này vang nhạy rất là hay nha. Chống hú, chống vít rất tốt. Em này nó là dòng đời mới rồi. Đèn rất đẹp. Nghe nhạc hát karaoke trong dịp Tết Nguyên Đán này nó rất ok này. Như này chúng ta chỉ cần thêm một đôi mic nữa là chúng ta hát karaoke thôi. Nghe nhạc âm đi công suất 250 á. 50W nói chung là hát thoải mái rồi. Cái âm nó quá ngọt này. Xin báo giá là ngày công khai cho anh em tham khảo và xem xét tài chính của mình nhé. Như combo như một đôi loa này Delong CS907 này, và một con âm đi 6.7 nói cha này, một con vang Lex này. Con vang Lex này là con vang Lex vang mới nhé, nguyên hộp có cả kiện luôn. Và em 6.7 nói cha này nó đẹp xuất sắc này. Đấy, cả bộ combo như này là 20.500.000. Rất là giá rất là bình dân. Các tình trạng trên chữa nhiều nơi, dùng nhiều thuốc mà. Giá này nói chung là nó là quá mềm rồi. Đấy, để cho anh em các bác chơi trong dịp Tết Nguyên Đán này. Đấy.
nên đang chơi nhạc mạnh nhé. Mấy em chỉ chạy qua quan vang rồi thôi nhá, chứ không chạy qua lọc nước đâu nhá. Anh em tham khảo, anh em kết cả một ổ đề ano trực tiếp nhau nhá. Nó cũng kết đến nơi rồi, nói chung cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đấy, anh em là mua nhanh tay mua sớm thì để giá hàng cho nó hàng xa này nó chỉ còn được tầm 15-20 ngày nữa thôi các bạn. Đấy, nên là anh em nào mua sớm thì nó là nhanh tay. Chép em thì đánh con nào 50 này, bát 50 này. Đấy, nó đủ mới nhích một chút này. Xin chào tất cả các bác nhé, chào tất cả anh em video tiếp theo.